lục cục rồi sao mà biết có được không? Dạ được, nhưng mà thấy nó cục ô của ngoài chạy đó, miễn tiên được thôi à. Không không xuống vậy thì nó đau. À không xuống đó à, cái đó là vấn đề đó. Luôn cũng cái mâm cũng bị đau. Rồi vậy đưa hai chân đây. Tức là khòm đau, ngửa cũng đau phải không? Dạ. Rồi chính cái đó mới là vấn đề. Rồi bỏ lên luôn. Cái lỗ tai con đang lỗ tai sao nó bị nhộn 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 cái con quay qua. À, nhộn nhộn không có lỗ tai phải không? Rồi dễ biết luôn. Không vừa mềm nha. Cho nó khô chút. Còn sau này thì dễ được. À, người ta có bệnh á, ta theo dõi người ta uống thuốc hoài không sao. Mình cái gì cũng tốt một cái á, cái chừng nó lặn cái mình không hay. À, tại phải cẩn thận á, tại quý cám cái gì không phải là ai lớp đâu. Ok, nằm đây nha. Đúng kìa nè, để em bẻ ngón chân xuống vậy nha. Coi thử nè, cho nồi lao nói nha. Không lao thấy không? Thấy không? Rồi, mềm nha. Từ từ nha, cho nó đau rồi nói nha, đừng chịu đựng á. Chỗ này nó khó làm hơn mấy chỗ khác. Tôi chụp coi thử cái đốt xương sống có bị không? Không đau. Không đau. Rồi, thẳng cái chân. Thẳng, thẳng nha. Thẳng. Ngóc mặt chân lên. Ờ, bây giờ phải làm. Phải cái cân đạn đâu. Đâu. Nãy giờ bao nhiêu người lên đâu, ai nói chi răng đâu. Nghe nó cục cục. Nghe nó cục cục. Thì cái xương sống lục cục thì nó lục cục theo. À, thấy không? Bên đây đâu có gì. Bên nào nó bệnh á, cái cột sống mình đi xuống vậy. Các cái thần kinh đi theo nó để nuôi các cái tế bào bên dưới cho tới chân, thì nó chỉ cần chặt đi một đốt thôi là nó làm lệ hướng cái đường đi của máu, hoặc cái thần kinh nó không nhận được cái lệnh trực tiếp ở trong não đưa ra để nuôi. Do vậy cho nên hai chân nó bị một chân rõ ràng thì mà nó kéo cái cuộc sống của bị vậy đó nè. Tôi ấn về này giống y hình nè, thấy không? Không đau. Mà bên đây nè, ngồi thẳng cái lưng đi sẽ thấy cái chuyện lạ xảy ra, thấy không? Thấy không? Thấy không? Tự nhiên là nhăn liền à, chứ không phải làm mạnh đâu. Rồi giờ thử đi. Ra xa xa thử, thử khồn luôn đứng lên thử. Chứ con ngồi vậy con đâu có thử được. Thử đi. Cúi xuống. Mưa thì vậy còn đã được. Tại nãy cô gượng á, cô buông luôn đi, đừng gượng, tôi ấn cô ra, cô buông luôn ra đi à. Mình gượng á là mình phản ứng lại, mà phản ứng lại thì cái não nó không điều khiển được cái lệnh của nó. Hiểu không? Cái lệnh nó đang muốn chữa bệnh mà tự nhiên, ê, đau quá, thì nó cũng tự động nó lóc trở lại. Chứ hợp tác là như vậy đó, do nó chứ không phải là tôi chế ra được. Rồi đưa ra làm lần nữa cho coi. Vì hy vọng cái này nó lao. Nếu nó mớt là cái này mới bắt đầu lao. Còn nó không lao là mệt lắm. Hơi đau à, phải không? Đấy, cái chân là như là chân lạnh giá mà tôi đụng cho tôi biết. Là nó không có cảm giác. Đó, thấy không? Tự nhiên nó... tự nhiên nó sửa tướng à. Đó. Hồi đấy đụng nó la. Ok, mình phải biết cách chứ, mình giải quyết lưu thông mà nó không đi nổi mà làm sao. Đó, bây giờ đó. Rồi, giờ chịu khó đứng lên khổng thủ lại. Cái này khó. Đó. Còn đau thì chẳng. Thở mày ok rồi. Đằng trước ok rồi. Rồi còn phía sau phải không? Rồi ráng chút nữa nổi không? Phải nổi chứ tài nổi. Phải nổi không?
Thì nói vậy đó, thằng biết thằng nhớ bài về làm cái đây, một cái tay đè đùi. Cái tay này nè, đè cái đùi, đè chứ không phải bóp. Đè mà, à, giữ nó vậy đó. Cái tay, cái chân này ngóc, cái chân này thẳng thì ngóc lên, cái gân này nó mới nổi ra. Thì mình cái tay này nè, mình nó lòn vô đây nè. Một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bây giờ nắng từ ngoài vô trước nè. Cũng thấy không? Mà vô cái điểm giữa trong cái vực, thấy không? Ráng thẳng cái lưng. Rồi. Tưởng này lần nữa thử đi. Xuống này ngon lắm rồi đó. Ừ. Còn hơi. Còn hơi. Rồi, không biết chia hai. Cái này sao vậy? Hả? Cái cục sao? Thì đó nó do nó hệ thống nó cứng vậy cho nên nó cứ mới lòi vậy đó. Bây giờ tôi ấn cho mấy cái này nè. Mày mổ hết, hết lòi rồi. Ừ, cái về nhà làm hoài như hết lòi. Nhất là tập bài rùa lắng ngóc đầu. Nó sẽ tả, nó giãn ra, nó tả trở lại. Rồi kết hợp với quyền này bấm nó lẹ lắm. Dạ. Ok. Còn các tập đó là... Phải tập thôi. Ngày mai nếu trời khô ráo cái gì nào ấy, ráng đem theo cái vua ra mét mình tập bài rùa lắng ngóc đầu. Nè. Chú cần gần nữa nè. Ừ, cái này á, nó ăn cái mặt sau nó đỏ lắm. Nó bắt đầu vuốt bằng tay không vậy mà đau đó là trúng. Yêu. Yêu, yêu. Đó. Nè, thấy không? Thằng này không bị lắm. Kia bị nhiều. Rồi ráng chút xíu nữa đi, ngóc lên 1, 2, 3 nha, mỗi người ráng chút. Thật tê tới ngón chân chưa? Ráng ngồi thẳng lên, ráng ngồi đó. Đó. Rồi thử lần nữa đi. Cũng gần bóng anh chơi đó. Thở rồi hả? Rồi bà giờ viết gạch 80 còn gân, 80 còn gân. 80 mà vậy muốn nữa. Rồi cái chấm mặt rồi thầy. Hồi nãy tôi nói rồi đó, coi chừng lại vấn đề huyết áp mà chống mặt lại chỗ này. Cái gan mình nó yếu á, mày lớn tuổi rồi không có nên á, là để chấm mắt nó làm việc quá nhiều. Rồi về có mắt mắt hơi mờ mờ, đọc sách cũng còn được nhưng mà nó kém hơn rồi đó. Chị hôm nay bây giờ kém hơn năm xưa. Hả? Chỗ này nó ra rồi, đúng rồi, là hệ thống cuộc sống với lại cái đầu gối đó. À, rồi nha, nhìn đi, nhìn bất cứ một cái thân ảnh nào trên trên vách nè, ok, thấy chưa, nhìn một cái cố định đi. Rồi ha, rồi giờ tôi xoa cái này nè, coi nó sẽ thay đổi như thế nào. Buông luôn, đừng gồng. Đau quá trời ơi. Rồi, chắc được rồi. Nhìn lại thử coi nó khác gì. Hả? Nó sáng. Mày ngon hơn mày ngon. Sáng hả? Nhìn thấy một người hóa ai chưa? Trời, cái lỗ tai này nhỏ cái lỗ tai này. Cái mới được cái tháng này lâu cái nó nhột nhột cái quay kìa rồi nè. Có chuyện nó bị nướng vô luôn rồi. Có thầy con tắm mà con cũng quay. À, có chuyện nướng đi. Có chuyện nướng. Vô lỗ tai ha. Ok, giờ tôi khám cho nào đau nói nha. Cả hai hay một? Cả hai ha. Ok. Quý vị coi khám lỗ tai nha. Không thấy đau hả? Không thấy đau hả?
cũng không thấy đau luôn. Như vậy là oppa này nó đầy quá. Nó cứ rái hả thầy? Không, nó đùa chơi chứ nó không có mềm á. Nó không có đòn nào hết. Hơi đau. Mày nhéo đau quá vậy? Đâu có nhéo. Ai mà nhéo? Trời. Làm sao mà nhéo được? Chỗ nào đau nói nha. Đau chưa? Đau, đau. Đó, đau. Rồi. À, nhớ chưa? Vị trí thứ ba ngang cộng ngân này lên chút nè ha. Đau ha. Ok. Giờ mình mới lấy cái vị trí đó đối xứng qua đây giống vậy nè ha. Nhích lên đây từ từ nha. Đau ha. Đau. Rồi nghe thử trong lỗ tai bây giờ còn cái gì? Nó ngứa là cảm giác. Còn cái thanh âm á, bây giờ còn cái tiếng nó không? Hồi nãy gì nói nó lùng bùng nó gì trong đó đó. Không phải lùng bùng mà nó ngứa ngứa. Ngứa á. Bây giờ sao khi tôi ấn vậy thấy sao? Hả? Còn hơi hơi tức là bớt phải không? Tại nó có tội gì có một chữ luôn đó không già. Nè, trao lại nè, ngay cái điểm đau nè ha. Đó. Ừ. Ừ. Bên đây điểm thứ hai giống vậy nè. Tức là dưới cái đỉnh chân tay á. À, dưới cái đỉnh chân tay nè. Đỉnh ở đây, này loa, dưới đỉnh chân tay nè. Hai cái này nó giải quyết luôn cả cái đầu gối luôn. Rồi, nghe lần nữa đi. Đỡ không? Ok. Sao nó cuối cùng nó mới dỗ à? Ép ra đằng sau, đưa về đằng trước. Ép về đằng sau, đưa về đằng trước. Để cho nó mềm với nó ta. Ngầu ngay. Thảo lỏng, thảo lỏng. Yeah. Ok phải không? À, chúng tôi để nó lục bụng mới muốn là phải đi mang máy trợ thính à? Thiệt? Thì giờ sửa vậy hết má. Bỏ đi luôn. Nổi không? Nè, giờ thử để ngón tay cho coi không còn đau như nãy nữa. Nè, ngón này thì không tính rồi phải không? Còn đau. Ui, xong vậy? Giờ con mắt đi. Đọc lại có con mắt, giờ thì địch nó sao? Cũng vậy, cũng thấy rõ rồi. Thấy rõ là ok. Rồi, xong.